Những ngày qua, sự ra đi của nghệ sĩ trí tài đã khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bàng hoàng xót thương. Chiều tối ngày 12 tháng 12, hàng nghìn người hâm mộ cùng đông đảo nghệ sĩ đã có mặt để tiễn biệt danh hài lần cuối. Tuy nhiên mới đây, mạng xã hội lại dậy sóng trước sự xuất hiện của đoạn livestream được cho là của gamer tên là DN. Điều biết, người này hiện là chủ hệ thống phòng gym tại thành phố Hồ Chí Minh và cũng khá nổi tiếng trong cộng đồng gamer. Khi lễ tang của nghệ sĩ trí tài diễn ra, người này có những phát ngôn khá phản cảm, bình luận về chuyện gia đình của cố nghệ sĩ trí tài. Cụ thể, người này cho rằng bà xã Trí Tài có thể chủ động về Việt Nam rồi thực hiện mọi thủ tục tại chính nơi trôn rau cắt rốn của chồng. Chưa dừng lại ở đó, tài khoản này còn mỉa mai ca sĩ Phương Loan không sống chung cùng chồng ở Việt Nam lúc khỏe mạnh mà mỗi người lại hoạt động riêng lẻ, cách nhau nửa vòng trái đất. Người này nói, cho tôi cái lý do đưa Trí Tài sang Mỹ, lúc sống thì không ở chung, vậy tại sao lúc mất lại đưa thì hải sang Mỹ? Và dù không biết gì về gia đình cố nghệ sĩ Trí Tài, người này vẫn bình luận, Họ là diễn viên hài, mang tính cười lên sân khấu nhưng cuộc đời bi đát lắm. Cùng với đó là những lời lẽ khiến người nghe vô cùng bức xúc. Vô số bình luận chỉ trích hướng về tài khoản DN. Đa số ý kiến cho rằng việc phát ngôn phản cảm về gia đình người qua cố là đáng lên án. Nếu không nói được gì tử tế thì hãy im lặng, mua tài khoản bình luận. Không riêng gì người hâm mộ mà các nghệ sĩ Việt cũng thể hiện sự phẫn nộ trước phát ngôn của người này. Ngay lập tức! Huỳnh Phương đã lên tiếng tố Nam Jimmer đem nỗi đau của người khác ra câu like. Tiếp nối status của Huỳnh Phương, rất đông anh chị em nghệ sĩ cũng đã lên tiếng chỉ trích nhân vật live stream văng tục để câu like từ việc cố nghệ sĩ trí tài qua đời. Liên lạc với Huỳnh Phương, đích thân anh cho biết là bản thân đang muốn nói đến một streamer cố tình gây sự chú ý từ cộng đồng mạng tên là DN. Đồng thời thì nam diễn viên cho biết mọi người muốn bạn đó phải nói lời xin lỗi. Cát Phượng thể hiện rõ sự tức giận của mình trên Facebook cá nhân. Cô tiết lộ mình cảm thấy rất bất bình nhưng do cảm thấy mệt mỏi từ hôm qua nên nay mới có thể bình tĩnh mà lên tiếng. Về phần Nam Thư, nữ diễn viên bình luận qua lại với bạn bè và cho biết anh bốn Hoài Linh cũng đã biết chuyện về nhân vật streamer này. Là một người em thân thiết của nghệ sĩ trí tài, Nam Thư vô cùng bức xúc sau khi xem đoạn clip. Nữ diễn viên cho rằng người này đang cố tình gây sốc để được chú ý. Nam Thư cảm thấy không hài lòng, dù đúng hay sai, Nam Thư vẫn muốn bảo vệ gia đình anh Trí Tài. Dù như thế nào thì gia đình anh Trí Tài mới là người quyết định, không ai được quyền ý kiến gì cả. Ngay cả anh Hoài Linh và chị Việt Hương cũng tôn trọng quyết định của gia đình, cụ thể là chị Phương Loan, cô nói. Trong khi đó, diễn viên Thúy Diễm cho biết cô nghe nhiều bạn bè đồng nghiệp nói về đoạn clip này nhưng chưa xem. Tuy nhiên thì theo nữ diễn viên, mục đích của người này chỉ là muốn câu view cho nhiều người chú ý. Bà xã Lương Thế Thành khẳng định hành động của tài khoản DN là vô cùng thất đức. Sống như những người đó thì hậu quả nặng lắm, trời trả báo liền, trước mắt là cả xã hội lên án. Còn Hoa hậu Diễm Hương cho biết là rất lo lắng cho ca sĩ Phương Loan, nếu như xem được đoạn clip này, nếu ai cũng đặt mình vào vị trí của người khác thì cuộc sống sẽ đẹp lắm, nhưng tiếc là khó, giờ chỉ mong chị bé heo giữ gìn sức khỏe, vượt qua đau buồn này thôi, còn miệng đời mà, nếu là anh Chí Tài, chắc anh ấy sẽ nói thôi bỏ qua đi mà, cô nói. Ca sĩ Duyên Quỳnh, người từng được nghệ sĩ Chí Tài hỗ trợ hoạt động nghệ thuật bức xúc, Tôi cảm thấy tội cho người trong clip vì đã hơn 30 tuổi rồi nhưng lại không đủ thông minh và sáng suốt để phân định đâu là đúng, đâu là sai và điều gì nên nói, điều gì không nên nói. Và câu chuyện bạn chia sẻ thực sự quá phản cảm và không có tình người. Nếu lật ngược lại là người khác nói về người thân bạn ấy như vậy thì bạn có tổn thương hay không? hơn nữa chú trí tài đã cống hiến chọn cuộc đời cho nghệ thuật là tuổi thơ của biết bao con người bạn nói như vậy đồng nghĩa với việc đang làm tổn thương ký ức đẹp của chúng ta bạn có thể mượn câu chuyện của chú để trục lợi cho cá nhân của mình nhưng đổi lại là bạn đã đánh mất đi tư cách trở thành một người tốt cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất của blog việt phút nha xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo